Một nhân vật mà khiến cho mọi đối thủ phải dè chừng và khiếp sợ mỗi khi nhắc tới tên. Một con mãnh hổ thực sự trên BK hội tụ những phẩm chất của một kẻ thiện chiến, lạnh lùng, mãnh liệt, hủy diệt đối phương chỉ qua giọng nói và tiếng hét của mình. Anh ta đến như một vị vua, ra đi như một huyền thoại.